Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án rất là tiềm năng có tên là PointPay. Các bạn có thể truy cập vào trang web pointpay.io để biết thêm thông tin chi tiết. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái PointPay này. Đây là một cái nền tảng thanh toán rất là tiện dụng dựa trên cái nền tảng banking. Các bạn có thể vào ấy xem cái video của họ, một cái video rất là chi tiết này. Và cái ICO của họ ấy đang chào bán và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 9. Họ sẽ chào bán vào ngày 22 tháng 7 và kết thúc vào ngày 2 tháng 9, và chỉ còn 28 ngày nữa để mua với giá khởi điểm là 0,1 đô la. Và chặng 2 thì họ sẽ chào bán từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11. Đó, và chặng 3 thì ngày 11 tháng 11 đến ngày 20 tháng 1 năm 2020, và lúc đó giá sẽ rất cao, 0,3 đô la đi. Và các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về One Paper, White Paper, Presentation, Ecosystem và trang kỹ thuật của họ. Ở đây thì ngoài ra thì còn có một loạt nữa về Telegram, về Bitcoin Talk, về LinkedIn, Twitter, Facebook, Medium, Reddit, đó, GitHub, YouTube của họ. Các bạn có thể vào đó sẽ có rất nhiều thông tin chi tiết. Và chúng ta có thể thấy cái ưu điểm của cái hệ thống thanh toán PointPay này là gì. Các bạn có thể thấy một loạt những ưu điểm đây này. Thứ nhất là về chi phí thấp, low fee. Cái thứ hai là fast transfer worldwide. Và thứ ba là không có cái đồng trung gian, virtual debit and credit, fiat and cryptocurrency card. Đó, cái này rất là thuận tiện. Và cái này bạn có thể gửi vào như một cái ví điện tử bạn rất là thuận tiện, và nó sẽ cung cấp cho bạn một cái và sẽ kết nối được với mobile banking. Đấy, các bạn thấy rất nhiều điểm tiện lợi, và có thể là như một cái sàn giao dịch forex trading, và bạn có thể gửi và như một cái ví. Vậy cái nền tảng này nó dựa trên những cái điểm gì? Thứ nhất là fiat, pay in và pay out đó, và nó có một cái hệ thống đây này, tokenized asset trading, nó có thể trao đổi như một cái thị trường chứng khoán, như một cái thị trường tiền điện tử, và nó sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày về cho PXP holder, và nó có 4 mức river và cái tỷ lệ trading của nó là 1/10, và nó có một cái đội ngũ hỗ trợ đến 24/7 đó. Và các bạn có thể vào trực tiếp vào đây, kích vào đây để đến với PointPay Exchange, và nó có một cái ví riêng. Và các bạn biết rồi, những cái con coin nào mà nó có ví riêng thì đều rất là ngon. Đó, cái ví riêng của nó mà các bạn có thể thấy giao diện, các bạn có thể tải về này, tải về máy này, và rất dễ, có rất nhiều điểm cũng rất là thuận lợi đây. Đó, và điểm đây này, nó có thể chứa được rất nhiều đồng và có thể trao đổi được cả tiền mặt nữa. Đó, nó có payment code ID này, độ bảo mật rất là cao. Đó, và rất là dễ sử dụng. Các bạn có thể download PointPay Wallet ở đây. Về cái chặng đường roadmap của họ thì các bạn có thể vào đây để biết được cái chặng đường của họ. Họ có tầm nhìn tận 2021 này. Cái token của họ thì họ chào bán subcap là 1 triệu token, hardcap là 30 triệu, và cái mã của họ là PXP, PointPay token, và tổng cái nguồn cung là 500 triệu token, và ước tính một cái PXP này sẽ bằng 0,1 đô la. Đó, và sẽ công nó cái token này dựa trên cái công nghệ Ethereum platform. Đó, viết trên nền tảng ERC20. Đó, rất là tiện lợi. Và cái token allocation, các bạn có thể vào đây để biết những cái thông tin chi tiết này. Đó, 10% team token này. Đó, và sẽ chỉ có 4% chào bán ICO referral program thôi cho đội ngũ để phát triển chương trình của họ. Đây, và các bạn có thể vào đây để thấy đội ngũ của họ rất là mạnh. Đó, rất là nhiều chuyên gia ở đây. Đấy, đội ngũ rất là hùng hậu. Và cố vấn đây, đội ngũ cố vấn của họ có rất nhiều cố vấn rất là tiềm tài năng. Đó, và các bạn có thể thấy PointPay này rất là đáng để đầu tư, như những cái điểm mạnh mà mình đã chỉ ở trên rồi. Và đây là những cái đối tác của họ. Đấy, có ICO holder này, coin schedule này, coin market cap này, Bitcoin Warrior này, đó, rất là nhiều những cái thị trường Reddit này. Đấy, rất là nhiều cái đội ngũ rất là mạnh. Đó, vậy là để
biết thêm thông tin chi tiết hơn ấy, thì xin mời các bạn truy cập vào trang web pointpay.io và chúc các bạn thành công. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Thank you for watching. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án rất là tiềm năng, có tên là PointPay. Các bạn có thể truy cập vào trang web pointpay.io để biết thêm thông tin chi tiết. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái PointPay này. Đây là một cái nền tảng thanh toán rất là tiện dụng, dựa trên cái nền tảng banking. Các bạn có thể vào đây xem cái video của họ, một cái video rất là chi tiết này. Và cái ICO của họ ấy đang chào bán và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 9. Họ sẽ chào bán vào từ ngày 22 tháng 7 và kết thúc vào ngày 2 tháng 9, và chỉ còn 28 ngày nữa để mua với giá khởi điểm là 0,1 đô la. Và chặng 2 thì họ sẽ chào bán từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11. Đó, và chặng 3 thì ngày 11 tháng 11 đến ngày 20 tháng 1 năm 2020, và lúc đó giá sẽ rất cao, 0,3 đô la đi. Và các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về One Paper, White Paper, Presentation, Ecosystem và trang kỹ thuật của họ. Ở đây thì ngoài ra thì còn có một loạt nữa về Telegram, về Bitcoin Talk, về LinkedIn, lên Twitter, Facebook, Medium, Reddit, đó, GitHub, YouTube của họ. Các bạn có thể vào đó sẽ có rất nhiều thông tin chi tiết. Và chúng ta có thể thấy cái ưu điểm của cái hệ thống thanh toán PointPay này là gì. Các bạn có thể thấy một loạt những ưu điểm đây này. Thứ nhất là về chi phí thấp, low fee. Cái thứ hai là fast transfer worldwide. Và thứ ba là không có cái đồng trung gian, virtual debit and credit, fiat and cryptocurrency card. Đó, cái này rất là thuận tiện. Và cái này bạn có thể gửi vào như một cái ví điện tử bạn rất là thuận tiện, và nó sẽ cung cấp cho bạn một cái và sẽ kết nối được với mobile banking. Đấy, các bạn thấy rất nhiều điểm tiện lợi, và có thể là như một cái sàn giao dịch forex trading, và bạn có thể gửi và như một cái ví. Vậy cái nền tảng này nó dựa trên những cái điểm gì? Thứ nhất là fiat pay in và pay out đó, và nó có một cái hệ thống đây này, tokenize, asset trading, nó có thể trao đổi như một cái thị trường chứng khoán, như một cái thị trường tiền điện tử, và nó sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày về PXP cho PXP holder, và nó có 4 mức river và cái tỷ lệ trading của nó là 1/10, và nó có một cái đội ngũ hỗ trợ đến 24/7 đó. Và các bạn có thể vào trực tiếp vào đây, kích vào đây để đến với PointPay Exchange. Và nó có một cái ví riêng. Và các bạn biết rồi, những cái con coin nào mà nó có ví riêng thì đều rất là ngon. Đó, cái ví riêng của nó mà các bạn có thể thấy giao diện này. Các bạn có thể tải về máy này. Và rất dễ, có rất nhiều điểm cũng rất là thuận lợi này. Đó, và điểm đây này, nó có thể chứa được rất nhiều đồng. Và có thể trao đổi được cả tiền mặt nữa. Đó, nó có payment code ID này, độ bảo mật rất là cao. Đó, và rất là dễ sử dụng. Các bạn có thể download PointPay Wallet ở đây. Về cái chặng đường roadmap của họ thì các bạn có thể vào đây để biết được cái chặng đường của họ. Họ có tầm nhìn tận 2021 này. Về token của họ ấy, thì cái token của họ thì họ chào bán soft cap là 1 triệu token, hard cap là 30 triệu, và cái mã của họ là PXP, PointPay token. Và tổng cái nguồn cung là 500 triệu token. Và ước tính một cái PXP này sẽ bằng 0,1 đô la. Đó. Và sẽ công nó cái token này dựa trên cái công nghệ Ethereum platform. Đó, nên viết trên nền tảng ERC20. Đó. Và rất là tiện lợi. Và cái token allocation này, các bạn có thể vào đây để biết những cái thông tin chi tiết này. Nó 10% team token này. Đó. Và sẽ chỉ có 4% chào bán ICO referral program thôi cho đội ngũ để phát triển chương trình của họ. Đây, và các bạn có thể vào đây để thấy đội ngũ của họ rất là mạnh. Đó, rất là nhiều chuyên gia ở đây. Đấy, đội ngũ rất là hùng hậu. Và cố vấn đây, đội ngũ cố vấn của họ có rất nhiều cố vấn rất là tiềm tài năng. Đó, và các bạn có thể thấy là PointPay này rất là đáng để đầu tư, như những cái điểm mạnh mà mình đã chỉ ở trên rồi. Và đây là những cái đối tác của họ. Đấy, có ICO holder này, coin share deal này, coin market cap này,
Bitcoin Warrior này, nó rất là nhiều những cái thị trường Reddit này, đấy, rất là nhiều cái đội ngũ rất là mạnh đó. Như vậy là để biết thêm thông tin chi tiết hơn ấy, thì xin mời các bạn truy cập vào trang web pointpay.io, và chúc các bạn thành công. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Thank you for watching.